Hello, thì tình hình là hôm qua có ghé nhà của anh Junior chơi phát hiện được cái thân này. Đây là một cái thân highlighter của hàng STA, là một cái hãng của Trung Quốc. Đó, mình thấy cái thân này rất là đã và anh Junior là bán cái thân này rất là ngầm, rất là bí ẩn, là không có tung ra thị trường, chưa có làm bất cứ cái mod nào sử dụng cái thân này luôn. Nhưng mà mình đã phát hiện ra được và mượn về để mà review cho bạn xem. Và sau một đêm trải nghiệm thì mình cảm thấy đây là một cái thân khá là bám tay và nó phù hợp với mình hơn là một số loại thân như là Super Tip hoặc là Play Colo 2. Thì khi mà mình quay những cái thân đó, mình cái tay mình là một cái tay bị phong thấp, nó ra mồ hôi rất là nhiều và nó sẽ làm cho những cái thân như là Super Tip nó bị trơn, và quay thì mình phải cố gắng mình níu lại, nếu không nó sẽ bị trượt. Nhưng mà khi mà quay cái thân này thì mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Như bạn thấy thì ở đây mình có một cái bóp màu đen đó, bây giờ mình sẽ chà cái tay mình lên, thì mình chà nó sẽ tạo được những cái bệt màu đen như này, đó là do mồ hôi của mình. Nhưng mà những cái mồ hôi đó nó sẽ không có bị ảnh hưởng quá nhiều khi mà mình quay cái thân này đó, nó cho cái độ bám rất là tốt. Cá nhân mình thấy cái thân này nó cho mình cái cảm giác gần giống như là mình đang quay một cây AC hoặc là CT loại lớn, đó là những cái loại thân mình cảm thấy thích nhất từ trước tới giờ. Và nó được làm hai đầu khá là đều, nó không có bị đầu to đầu nhỏ, cũng khá là cân. Mình có thể quay trực tiếp combo lên cái thân này mà không cần phải mod gì hết. Đó là một cái ưu điểm rất là lớn, và bạn nào mà nhà không có điều kiện thì có thể mua đúng cái thân này về để mà tập cho nó tiết kiệm. Vậy mày cảm thấy sao? Đó, các bạn thấy không? AK còn nói như vậy thì làm sao mà thân chắc vậy. Đó, các bạn thấy viết đây đã quá trời đã. Đó là những cái ưu điểm của cái thân này. Và bây giờ mình sẽ nói tới khuyết điểm. Cái khuyết điểm đầu tiên rất là dễ thấy, đó là cái chữ trên thân. Nó rất là dễ bị bay màu. Mình mới mượn cái thân này hôm qua đến nay mà bây giờ cái chữ nó đã nát bét hết. Đó thì cũng có thể là do cái tay mình nó bị mồ hôi. Các bạn có thể thấy là nó lấm tấm mồ hôi trên tay mình. Đó, nhưng mà nếu mà cái chữ này nó bám, nó lưu lại được lâu hơn thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Cái khuyết điểm thứ hai đó là cái thân này nó rất là khó để mà gắn insert. Insert là những cái hình mà người ta nhét vào thân để cho cái thân nó có hình hoặc là có màu. Thì cái thân này nó bị một cái, đó là nó có một cái vách ngăn ở ngay chính giữa cái thân. Nó ngăn cách hai cái màu mực, cho nên là nếu mà muốn nhét được cái insert vào, các bạn phải dùng cái gì đó, các bạn đục bỏ cái vách ngăn này, hoặc là các bạn phải chia đôi cái insert ra thì các bạn mới có thể nhét được hết cái thân. Bây giờ ở đây mình có một cái kìm, thì mình sẽ tháo thử cái ống mực ra để mà mình trải nghiệm cái cảm giác là không có ống mực trong thân thì nó sẽ như thế nào. Tại vì có ống mực thì nó sẽ bị nặng cái thân lên, và quay thì nó sẽ bị cạnh tranh với hai đầu. Cho nên là bây giờ mình sẽ tháo thử, mình đã xin phép anh Junior và mình sẽ tháo thử cho bạn xem. Và mình đã tháo xong hai khúc ống mực ra, thì như các bạn thấy ở giữa nó có hằn lên một cái vết màu trắng đục rất là rõ. Đó chính là cái vách ngăn mà mình đã nói khi nãy. Nó sẽ ngăn hai cái cục này không có cho đụng vào nhau để mà lem mực ra. Và sau khi tháo ống mực ra thì mình cảm thấy đây là một cái thân nó có cái độ dày nó vừa phải. Khi mà các bạn gắn ống mực thì có thể là các bạn sẽ không có nhận ra được, nhưng mà các bạn tháo ra rồi thì các bạn sẽ biết được cái thân nó dày đến mức độ như nào. Có một số thân thì nó rất là kỳ, ví dụ như là thân Nama Air, thì mình cảm thấy đây là một cái thân nó khá là mỏng. Mỏng mà kiểu như là các bạn cầm một cái iPhone đồ thiệt, với lại các bạn cầm một cái điện thoại tàu lên, các bạn thấy nhựa nó mỏng là các bạn nhận ra liền. Nói gì cho các bạn dễ hình dung. Còn nếu mà dày quá thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là nó bị nặng thân. Cái khối lượng nhựa nó nhiều quá thì nó sẽ bị nặng thân. Còn cái thân này thì mình cảm thấy là nó ở mức chung, tức là nó không nặng quá cũng không nhẹ quá, nó không có mỏng không dày. Đó cho nên là nó rất là phù hợp để làm một cái thân để mà quay. Giá của cái thân này là 40.000. Các bạn có thể đặt hàng qua Facebook là Khải Trang hoặc là trang web juniorbenshop.mv.mn. Ngoài ra các bạn có thể mua nguyên set giống như mình, bao gồm là hai doctor trắng, hai cái tip đinh tán và một cái thân highlighter với giá là 120.000. Thì nếu các bạn có đóng góp ý kiến gì cho cái thân này cứ để lại comment ở bên dưới. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh nếu mà cảm thấy video này hay và hữu ích. Yeah.